Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay lại kết thúc, chuẩn bị kết thúc một ngày các bạn ạ. Thì bên này thì dịch thì ở toàn lại nhà ấy, nên là nói chung là rất là mệt mỏi các bạn ạ. Các bạn tính nếu các bạn ở một tuần ở nhà mà không đi đâu ấy, nói chung rất uể oải người luôn. Thì hôm nay thì mình sẽ chạy một vòng quanh cái thành phố của mình nhé. Thì mình chạy tầm 4 cây các bạn ạ. Thì khi mình chạy thì mình sẽ lấy cái máy GoPro này thì mình quay xung quanh thành phố của mình cho các bạn xem nhé. Và bây giờ mình sẽ chạy các bạn ạ. Và trước khi chạy các bạn nhớ đeo khẩu trang vào nhé. Và đi cách xa tầm 2 mét với người nào đấy. Và bây giờ các bạn cùng chạy cùng mình nhé. Và bây giờ mình sẽ chạy một vòng cái bờ biển này xong rồi anh em mình về nhé. Ok rồi, bây giờ mình sẽ chạy nhé. Dưới kia có người Việt các bạn ạ. Tí mình xuống xem tự mấy bạn người Việt kia xem tự ở đâu nhé. Việt Nam quê ở đâu ấy? Miền Bắc. Quê ở Nghệ An. Nghệ An á? Ở đâu Nghệ An? Đồ Lướng à? Anh ở Diễn Châu.
trời tối các bạn ạ. Và giờ mình sẽ kết thúc video ở đây các bạn nhé. Hiện tại mình đang chờ tàu qua các bạn ạ. Và hiện tại nó đang chắn nha. Đây nó đang chắn rồi các bạn này. Sơn béo rồi, chắc rồi. Lâu nhờ. Tàu lâu các bạn ạ. Nó chắn 1 phút mà chưa tới xe đâu, chưa tới tàu đâu ấy. Bạn trả cho túi các bạn này. Bên này giờ tầm 7 giờ rồi. Giờ về tối ăn cơm xong là ngủ bạn ạ. Nói chung nó đang còn là mười mấy ngày nghỉ nữa. Mình quay tàu các bạn xem nhé. Tàu hôm nay ít người thật luôn ấy. Toàn là mấy người ấy. Ok, tạm biệt các bạn.